Trời ơi chết rồi. Trời bà ơi. Hả? Trời ơi chuyện lớn rồi bà ơi. Gì vậy? Gì chuyện lớn là sao? Thì con Kiều trai. Con Kiều nó làm sao? Chồng có điện thoại xuống nói là con Kiều nó trốn về đây rồi. Trời. Thì cậu đại của nó nếu mà con Kiều nó không quay lên trảnh á là cậu sẽ xuống đây đợi thập đồng. Trời ơi tôi với bà chết chắc luôn rồi đó. Chết chứ sao không chết? Tại ông hết trơn á. Rồi giờ tính là sao đây? Tính sao giờ cũng tại tôi không à. Hôm bữa nó gọi điện thoại về nó hỏi thăm tôi. Rồi tôi cũng thài lai tiện miệng. Tôi nói thằng Đức nó uống thuốc tự tử rồi. Rồi cho nó nghe vậy cho nó bỏ trốn về đây chứ sao trời. Sao nhiều chuyện quá vậy trời. Tự nhiên nói làm chi vậy hà? Rồi nó nói nó về đây sao tôi không thấy nó về vậy? Thì chắc nó trên đường về đây chứ đâu. Nó mà về tới đây hả tôi đuổi nó về trở lại đó. Trời ơi tôi kêu này là tôi chết thiệt rồi. Chứ không phải nhường đất mà uống thuốc tự tử chết đâu. Đâu có biết cái chuyện xảy ra như vậy đâu. Trời ba. Ơi ba lại con. Ba ơi gì vậy ba? Sao vậy ba? Con quay về trển liền đi. Chồng con mới điện thoại xuống đây nói nếu mà con không quay về thì cái chuyện hợp đồng của ba với cậu đấy. Hợp đồng gì? Trời ơi thôi lại cô về trển giùm đi. Cái chuyện đó thì ba nói cho con nghe sao. Thôi con vô con nghỉ đi. Rồi mai đi sớm. Là con vô nghỉ ngơi đi rồi là mai về trển sớm giùm tôi đi. Đi nghỉ đi con. Bỏ trốn hả? Chứ chưa tao biết liền. Cái cặp này mà trời ơi 3-7-21 ngày thôi. Ủa mà hôm qua tao thấy mày chở đi đâu vậy? Thì đó. Trời đất ơi. Bà dụ bà gạt tôi. Bà kêu tôi chở bà ra bến xe để gửi đồ. Ai về bà leo lên xe bà gửi bà về quê luôn à. Làm báo hại á. Ông đại ông về ông chửi tôi một trận te tát. Muốn xì cái đầu luôn nè. Thì ra là bỏ trốn rồi. Rồi có liền. Nè nè ngồi đây nha. Để Tám đem bưng đồ cho khách rồi ra nói tiếp nha. Rồi thôi Tám ơi. Sao? Tôi đi về. Tranh thủ đưa bé Dung đi học nữa. Vì tính tiền sao nha. Rồi uống lại đi về. Trời cầm cái ly luôn hả trời. Quên. Trời uống chút xíu nữa đi. Rồi đã đá xong có liền. Để chú ca còn đưa con đi học nữa. Ba sao ba không nấu cháo thịt bằm giống như dì Kiều làm. Ăn cháo có ngán lắm. Thôi được rồi. Để vài bữa nữa đi. Dì Kiều lên á rồi ba nói dì Kiều nấu cháo thịt bằm cho con ăn ha. Ba con thích dì Kiều ở nhà mình đâu. Ba nói bà Tám về cho con đi. Bà Tám bà còn người kẹt bán quán không có thời gian đâu về chứ con. Ủa sao kỳ vậy? Nè dì Kiều ở nhà mình ha. Đưa con đi học nè. Nấu đồ ăn cho con nè. Rồi tối ngủ chung với con để con không sợ ma nữa. Tại sao con không thích dì Kiều? Không, dì ghẻ ác lắm. Bạn con nói á, dì ghẻ chí ô hành hạ con của chồng. Rồi mai mốt á, nếu mà dì Kiều á sinh em bé thì á, em bé của dì Kiều cũng ghét con như là cám ghét tắm vậy. Làm sao ba thương dì Kiều hơn con được? Nhưng mà con thấy rồi, hồi đó giờ á, dì Kiều về đây á, dì Kiều có bao giờ mà đối xử như một mụ dì ghẻ mà trong cái câu chuyện gì con đọc không? Với lại cái chuyện mà sanh con của dì Kiều á là dì Kiều không có sanh con đâu. Con biết là sao rồi. Sao? Tại vì á ba ông dì Kiều cũng chung đúng không? Câu rồi ghê quá. Không phải đâu. Tại vì ba hứa với mẹ rồi là ba chỉ có một mình con thôi. Ba hứa với mẹ với con mình con thôi. Tại sao ba cưới vợ? Ba á tại vì thôi được rồi, ăn lẹ lẹ đi. Để chú ca đưa đi học, trễ giờ rồi. Chuyện con nhích con ngủ hoài. Nè, đúng rồi. Chị Tám. Ủa, anh hai. Ly trà đá, á quên, ly cà phê đá như mọi lần phải không? Không, cho tôi ly sinh tố bơ. Trời đất ơi, đi quán bán cà phê, nó ngọt mà lại có bơ không? Ý trời đất ơi. Chị nói tôi mới nhớ, đầu óc tôi bây giờ làm nó đi đâu rồi chị ơi, nó lẩn thẩn ở nơi nào đó. Cái xác ở đây chứ còn cái hồn nó nằm ở đâu. Uống gì đây? Thôi cà phê đá nha. Thôi cho tôi ly trà đá đường đi. Trà đá đường hả? Đang uống cà phê trời. Rồi có liền. Mới uống ở nhà đây nè. Rồi đợi. Thank you.
vậy? Không có gì đâu. Tôi sẽ thấy cây cao còn nhỏ mà sao nó có trái. Tính leo lên cây cao. Hai cây cao. Mấy lúc này ông sao đâu nha. Làm như có đầu óc để đâu đúng không? Ý chị muốn nói là cái mặt tôi làm như nó dại dại vậy, phải không? Tôi nói với chị rồi, cái xác nó ở đây mà cái hồn nó ở nơi nào chị ơi? Chị Tám gì? Cho tôi hỏi thăm cái gì? Hồi nãy giờ chị có thấy bé Dung nó đi học chưa? Ô, bé Dung hả? Dạ. Trời ơi, ông Hai ơi, trời ơi, ông làm màu chi vậy ông Hai? Tôi nói thiệt á, tôi đi cuốn trong bụng của ông mà ông phải cuốn thường của cao gót mà đâm lũng bao tử ông luôn á. Trời ơi, hỏi con Kiều thì hỏi Đại, hỏi bé Dung. Chị ơi, gãy nhúng chúng rổ ngứa tôi hoài, làm tôi nhột là chết. Tắt liền nụ cười, hết phim coi rồi, tắt liền nụ cười. Ủa sao tôi đang cười mà chị nói tắt liền nụ cười là sao? Chị làm cho tôi cục cứng hết trơn hết trọi à. Hết phim là hết phim sao đâu, chị nói tôi nghe coi. Hết phim cô dâu tuổi 20, ở bên chồng không nổi, trốn về quê rồi. Chết mày ao. Mất bát gì vậy? Mới thấy cái lưng không, chưa thấy cái mặt, bỏ trốn mất tiêu rồi. Cũng may ông thấy cái lưng, ông mà thấy cái mặt ông mê mẩn hả? Ông dòm vợ người ta hoài, ông đại quýnh ông xù mỏ. Chị Tám. Cái gì? Tôi mê rồi chứ còn mẩn cái gì nữa chị Tám. Ý cha 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 cha. Cái kiểu này chắc cây này tôi cưới vợ quá chị Tám. Đúng rồi, đi về cưới vợ đi. Cưới nở với ông ba ngày nó bỏ trốn giống như con Kiều đó. Tôi không hiểu mấy ông đàn ông sao nữa. Đây nè, cái người ngồi ngay trước mặt cái nè, xa tận chân trời mà ngồi gần ngay trước mặt nè, ở không đây nè. Trời ơi, tôi muốn làm vợ mà không ai rước tôi trơn. Tôi nói thiệt á, ai mà rước tôi là người đó có phước lắm. Tôi lo từ A tới Z, khi chết tôi còn có mồ yên mã đẹp nữa đó. Còn má cái gì vậy trời? Có chị sinh không hay ơi? Cái gì vậy? Chị Tam. Cái gì? Chị cho tôi uống ly vậy đây. Đã đã được. Phải trả đã được không? Là gì? Tôi tưởng đâu ly nước đó. Chị vừa nói xong cái tôi uống tôi sặc quá mà. Biết giờ sợ luôn à. Biết chưa? Không cùng lắm đó nè. Lấy bà mà lo cho mồ yên mà đẹp. Tướng như dịch có lùng. Ba, uống nước đi ba. Con ở trên này sao mà xe cộ cái gì mà đông hẹt thì nó ba nhìn cũng chóng mặt luôn. Cái này á là ngoại thành còn vắng á ba, chứ chú ca em của anh Đại nói á ở trong trung tâm thành phố còn đông hơn nữa kìa. Con mới lên sao rành trường chữ vậy cha, mà không biết đây đường tới nhà con còn xa không vậy? Dạ không, cũng gần lắm nè ba. Thấy cái ngã ba đằng trước không, cái mình quẹo trái vô đi chút xíu là tới à. Tại vì á, con hay dẫn bé Dung con của anh Đại đi học cho nên con mới biết đường á. Thì không, cái tự nhiên con bỏ lên đây. Ba nghĩ cho thằng Đức nó buồn lắm. Chuyện của anh Đức á, đâu có quan trọng bằng chuyện của gia đình mình đâu. Mà con cũng không ngờ anh Đại ghi vô trong cái bản hợp đồng là phải đền bù gấp đôi số vàng nếu như con bỏ đi. Bây giờ con chỉ còn một con đường là quay trở lên đây với ảnh thôi. Nhưng mà con cũng thấy tội nghiệp anh Đức lắm đó ba. Hôm qua lúc mà con về gặp ảnh á, ảnh vui lắm kìa. Con thấy nó cũng tội. Nhưng mà thôi, nếu con biết nghĩ như vậy thì cũng tốt. Ây da, giờ ba cũng biết sao giờ. Thôi mọi chuyện bỏ qua đi con ơi. Ráng cố gắng sống ở bên chồng cho nó vui vẻ, cho nó đàng hoàng. Ba nghĩ á, nếu con sống tốt thì mọi chuyện tốt sẽ tới với con thôi. Dạ con biết rồi. Thì con theo ba lên đây thì con cũng chấp nhận rồi mà. Cứ nghĩ là con trả nợ cho gia đình mình đi. Con đã theo ba lên đây mà không nói cho anh Đức biết là ba cũng biết con sao rồi đó. Tất cả chuyện này xảy ra là cũng tại ba không. Thật là không biết nói làm sao. Bây giờ ba chỉ còn mong cho con có một gia đình hạnh phúc đàng hoàng, vui vẻ là ba yên tâm. Không có sao đâu ba, chỉ có mình anh Đại là anh hơi khó chịu chút xíu à. Còn bé Dung á, nó chưa hiểu thì từ từ cũng nói cho nó hiểu. Còn chú ca em anh Đại á ba, tuy là có vô công rỗi nghề
hơi ham chơi chút xíu, nhưng mà tính tình tốt bụng lắm ba, với lại cũng thật thà, dễ tin người nữa. Ba nghĩ á, cậu Đại tại vì làm ăn mua bán nên tấm tình phải nóng nảy chút. Thôi, thương ba đi, ráng chiều cậu ấy chút đi con. Dạ con biết rồi, thôi mình đi nha ba. À đi con. Dạ. Chị ơi tính tiền. Anh hai uống thêm trà đi. Uống thêm trà đọc báo cho nó ngon miệng anh hai. Anh hai uống miếng trà đi anh hai. Anh hai cho em ứng trước tiền đi. Rồi cuối tháng anh hai khỏi đưa cho em. Kẹt quá anh hai ơi. Mới mua con gà cái hết tiền xài rồi. Anh hai. Tôi nói rồi ha. Một là một, hai là hai. Lằng nhằng nhức đầu lắm. Ủa nãy giờ năn nỉ cả buổi trời. Khô cái cổ họng. Hết nước miếng luôn. Mà rốt cuộc anh trả lời một là một, hai là hai. Rốt cuộc thôi không cho mượn hả? Như kỳ á. Mệt quá. Khủi luôn. Không cần mượn luôn. Tôi đi mượn người khác. Bộ chú tưởng chú đi mượn tiền người ta dễ lắm mà. Thiên hạ người ta cho chú mượn liền à. Biết nhục hả? Nhục cái gì mà nhục. Kệ tôi đi. Anh đừng quan tâm tôi. Riết anh coi là anh đi. Riết tôi thấy không được rồi đó nha. Người đâu mà khó chịu khó tính. Cái nội mới lấy vợ về chưa được bao lâu á, giờ bỏ trốn rồi. Riết không ai ở với anh nổi chưa á. Mày mốt được kêu tin tôi nghe chưa? Gì á? Cái gì mà mặt mày yếu xìu vậy? Giờ cái mặt mày biết hết tiền rồi phải không? Xùi quá tao mời. Cũng hết rồi. Cho đi cà phê thiếu đi. Hết tiền sao xin ông Đại? Trời ơi, xin mà lên xin. Hiểu sao? Tám kêu đi xin ông Đại. Nè, tiền hàng tháng đó, được kêu ông ứng trước thôi. Ông còn không thèm ứng. Đừng nói mà xin. Tám thừa biết tính ông rồi mà. Đúng rồi, đi mới có mấy tuần mà quên. Ê, không xin thì mình đi kiếm việc làm đi. Kiếm việc làm hả? Ờ. Sao cười? Trời ơi trời, tám đề cao mình quá. Nghĩ sao xin việc làm? Làm cái gì? Ờ đất ơi, nè, nghề ổng thì không có. Còn bây giờ nếu mà vô công nhân á, thì làm không nổi, đúng không? Chỉ là thích đá gà, đá banh và cá độ. Xui thì thua hết tiền. Nó nghe nè, có cần tiền không? Nói đi, Tám cho mượn. Nhiều. Cảm ơn Tám. Nhưng mà thôi, Tám bán cà phê đây lời có nhiêu đâu. Nào phải trả tiền nhà, tiền mặt bằng nọ nữa. Thôi để tôi kiếm bạn tôi mượn vậy. Mày vô coi, thấy con Kiều không? Nó đi với ông nào dài chứ gì trời. Nổ cặp tay nữa kìa. Nổ từng tướng với ông già nữa. Mà đi ngang nhà chồng cũ. Con này ghê dễ sợ luôn. Trời đất ơi. Tám ghê thì có. Trời đất ơi trời. Ba của cô Kiều đó. Ba Kiều hả? Ừ. Trời ơi, để tao giờ cái ông này nha. Học ông trẻ. Ông trẻ hơn ông Đại nữa. Ê, rồi cái điều này nha. Chà biết rồi, chắc con lại bắn vốn nè. Đúng không? Được lứt. Đúng hả? Kiều giận bỏ về quê. Ờ. Đó là ông Đại, ông đâu có thèm về quê năn nỉ kêu lên đâu. Ừ. Cái ông cầm điện thoại, ông gọi điện thoại cho ba của Kiều. Không biết nói cái gì đó, rồi ba của Kiều dẫn Kiều lên đó. Ê, thấy cái mặt của Kiều nó có vui mà. Mấy xị à, cái điều này trốn về dưới rồi bị ổng bính nè, cái mặt nó vậy đó. Nó nghe rảnh không? Rảnh. Chạy theo hỏi coi, phải xuống dưới, Kiều bị đánh không? Mày ở trong nhà mày biết nhiều chuyện mày nói cho Tám nghe đi. Gì vậy? Nói Tám sao rồi Tám nói hết nguyên cái xóm này nghe hả? Bậy đâu, nguyên xóm quá, chỉ khu phố này thôi. Trời đất ơi. Ôi trời, chú biết thì nói nghe đi. Người Tám uống cà phê miễn phí. Thôi mệt quá. Thôi hoài. Vô lấy ly cà phê đi, thèm cà phê nãy giờ nè. Sao có liền. Gì nữa? Trời ơi, trời ơi, Kiều về đây Kiều không nổi trốn nữa, để có phim coi. Trời đất ơi. Tôi quỳ xuống tôi lại Tám luôn á Tám. Tám ác vừa phải thôi. Bộ Tám thích gia đình của người ta xào xáo, chia cắt lắm hả? Mà giái kỳ cục vậy? Có vậy mới có phim nhiều tập coi. Thôi, vô lấy cà phê đi. Rồi. Hồi. Ơi, Hoàng ly cà phê. Rồi. Anh Kha.
Em Hoa. Hoa hậu. Hoa hậu xứ dừa. Bữa nay ông đi đá gà hàng xong rồi đi mình hả? Thu hết tiền rồi. Hết tiền hả? Tội nghiệp quá. Cũng mượn không? Bé Hoa cho mượn nè. Bé Hoa. Không, mà bé Hoa cho được không? Bé Hoa đẹp là đi ra chứ bé Hoa không có khùng. Nha. Mượn thì đưa, ông cho thì miễn bàn đi ha. Khó quá à, bỏ qua. Không cho thì mượn. Mượn nhiều? Ít lắm, 5 triệu thôi à. 1 triệu. Hả? Sao mà tôi còn dữ vậy? Trời, thì phải trả giá chứ. 3 triệu. 1 triệu, chắc giá, mượn không? Mượn. Qua ráng cho tôi mượn đi. Đi đây. Từ từ đi, anh ngồi đây đợi chút đi. Không ấy, anh về nhà với em đi. Em vô trong phòng em lấy tiền em đưa cho anh. Đây, gặp đi tới liền, gặp đi tới liền. Em đẹp hay không chứ? Bà này được cái gì, ta chuyện gì nói bà nghe hết trời rồi. Đúng là tám. Được không? Về nhà với em nha. Ủa sao không cho mượn đây? Thì ở đây đâu có đem tiền đâu. Bé Hoa phải đi về nhà lấy chứ. Ủa, phải về nhà mới bữa đường triệu hả? Thì nhiên rồi. Sao khó vậy ta? Giờ đây không có tiền rồi đưa bé Hoa được không? À, xin lỗi thôi. Về về nhà mới có 1 triệu hả? Về về nhé. Về. Về. Cậu bỏ qua như vậy thì tôi thấy nó cũng tốt lắm rồi. Con dạy cái mang. Tôi cũng lặn lội từ dưới bên đây dắt con Kiều gặp cậu, đang nói với cậu xin lỗi một tiếng cho nó phải lẽ rồi mà. Dạ, nói thật ra thì tại Kiều quá trẻ người non dạ, suy nghĩ nông nổi quá, không có sao đâu ba. Bây giờ nếu như mà Kiều chịu khó làm cái gì cũng phải suy nghĩ là được rồi. Dạ tôi biết rồi, tôi không dám dạy nữa đâu. Thôi vậy thì nó cũng quý quá rồi. Thôi bây giờ nó có cái điều này, tôi thì cũng muốn dắt lên đây đặng biết nhà cậu, đặng sau này có ghé thăm thì cũng yên tâm một chút. Dạ bữa nay thì con cũng có bận nhiều việc quá cho nên không có ở nhà. Thôi được rồi. Cô Kiều à, bây giờ cô xuống đằng sau á, cô lo cơm nước cho ba, rồi để ba nghỉ chút xíu rồi ba về. Thôi được rồi con, ba con ta được rồi, con cảm ơn cậu. Thì vậy là quý lắm rồi. Cái là tôi tính nói với cậu thương yêu nó một chút, sẵn đầy tâm sự với cậu. Nó tội nghiệp lắm, mẹ nó mất hồi nhỏ, nó thiếu tình thương lắm, còn có mình tôi. Thì thôi bây giờ hợp đồng đó, thôi cậu có thể bỏ qua được không? Cậu thương nó bằng tình thương chân thật đi. Tôi hứa với cậu tôi mang ơn cậu suốt đời. Dạ, nói thiệt với ba là hợp đồng thì con không thể bỏ qua được đâu. Mà ba yên tâm, con hứa là nếu Kiều sống ở đây á thì sẽ sung sướng không có khổ đâu. Mọi chuyện á đều do Kiều hết. Nếu cậu nói câu thì tôi cũng yên tâm. Dạ. Nhưng mà hồi nãy giờ sao tôi không thấy cậu ca đâu. Thật tôi hỏi cậu chào câu cho nó phải lẽ chút. Thôi mà. Dạ. Nó bây giờ á nó qua quán bà Tám nó ngồi nó nhiều chuyện bên đó rồi. Thôi mà. Ba làm vậy chi cho khách sáo, khỏi chào nó làm chi mất công. Thôi giờ tới giờ con đi rồi, con lên thay đồ con đi khách. Đứng đây chờ bé Hoa nha. Bé Hoa vô trỏng lấy tiền rồi ra đưa anh nha. Ồ, phải đứng đây để nấp hả?
cứ núp đây đi, chờ bé Hoa chút nha. Rồi. Cẩn thận nha. Ủa gì kỳ vậy? Đi không kêu mình núp ngay bụi cây này, sao giống đi rình ăn trộm vậy trời? Không được. Ê ê, mày cao quá, mày cú xuống, tao cho tao nhìn cái thôi. Đi chỗ khác coi, tự nhiên không có cái nhìn gì. Đang rung kết thì không nổi. Mày làm gì mày rung? Đang rình. Rình cái gì? Rình. Mày hết cho mày nha. 30 lớn tuổi rồi, tao rước theo mày rồi. Cái gì vậy chú hai? Cái chuyện gì mà ông sợ bỏ ông tội vậy chú hai? Ăn trộm. Trời đất ơi, ăn trộm bơ. Làm sao bơ. Ủa nó chạy rồi hả? Ừ. Trời đất ơi. Ủa mà nó ăn trộm hả? Ừ. Mà nó ăn trộm cái gì vậy chú hai? Hồi nãy á, nó tính tính cái cây này nè. Vô ăn trộm cây này. Ừ. Ủa chứ tôi nhớ nào giờ tôi ở đây lâu lắm mà đâu có cái vụ mà ăn trộm mà nó rình cây. Chết rồi chú hai ơi, xuống đi. Ủng chừng nó rình, tôi lấy đồ ở nhà tôi đó. Phải không? Thôi bây giờ chú ở đây ha. Tôi vô trong tôi coi đồ đạc ở trong nhà có mất gì không nha chú hai. Chú coi chừng nó trở lại á. Nguy quá. Ngộ quá. Nhà ông á có cái gì đâu mà lấy. Tiền của ông á, ông giấu kỹ giống như mèo mà giấu qua. Đến nỗi ông tiền mà không được, huống chi là ăn trộm. Mệt. Đâu vậy ta? Tiền hoài nãy giờ mà không thấy là sao? Ai đó? Tại sao con vô trong phòng của ba làm gì trong? Hả? Con vô trong phòng ba làm cái gì? Con kiếm điện thoại. Trời đất ơi, kiếm điện thoại. À ngộ ha. Điện thoại của con ở trong phòng của ba là sao? Thì điện thoại của con nó ở trong phòng của ba chứ là sao? Tự nhiên ba hỏi con cũng biết là sao. Nó ở trong trỏng mà. Lấy cái gương soi cái mặt kìa. Mặt gian. Nó chuyển miệng cái lia. Đừng có qua mắt tôi nghe không? Tính vô trong phòng tôi lục tiền ăn cắp tiền để đi đánh số đề phải không? Không có. Con làm gì có chuyện đó ba. Thiệt không? Dạ thiệt. Thôi đi lo nấu cơm nước cho tôi ăn đi. Dạ, con biết. Ở ngoài thì ăn trộm á, rình để trộm cây. Ở nhà thì con gái á, rình trộm tiền. Ủa sao ngồi đây? Không vô sự rồi hả? Hết tiền. Hết tiền hả? Ừ. Cùng cảnh ngộ. Giờ chỉ có thể ăn xôi thôi. Ừ. Vậy thì tao với mày sẽ cùng hát bài Hai Người Cùng Cảnh Ngộ. Tao khác mày. Sao khác? Lát nữa anh Bảy Lò Gốm tới đây cho tao vay tiền rồi. Cái gì? Mày dám mượn tiền của ông Bảy Lò Gốm hả? Mày gan quá ha. Ông đó là có tiếng là hả, cho vay nặng lãi cắt cổ luôn á. Ừ. Muốn ông cắt cổ mày giống như cắt cổ gà hả? Ồ. Ừ. Chút nữa tao kháng tao trả lại mấy hồi. Gan quá. Ừ. Ê, tao nói nghe nè, bây giờ mày vay tiền ông đi, rồi mày cho tao mượn. Không dám đâu, mày là cha tao à. Tự nhiên vay tiền của ổng cho mày mượn. Thôi, mày muốn mượn của ổng á, thì một chút nữa mày gặp ổng mày mượn thì mượn ha. Thôi mà, cũng thương nhau mà. Anh Bảy, dạ em ngồi đây nè anh Bảy. Kìa, ông tới kìa, muốn ngồi da mày da đi.
Dạ anh Bảy. Dạ anh Bảy uống gì anh Bảy? Cà phê đá đi. Dạ à, cho ly cà phê đá đi anh Bảy. Anh có đem tiền tới cho em không anh Bảy? Có, mà ngày trả 200, 10 ngày trả dứt điểm. Dạ. Dạ anh Bảy. Dạ bạn em cũng tính hỏi vay 1 triệu anh Bảy. 1 triệu mượn chi? Em vay xã giao. Nghe tiếng anh Bảy lâu rồi, hôm nay mới được có cơ hội gặp anh Bảy. Cho nên anh Bảy cho em mượn 1 triệu, coi như là chơi đá gà cho đỡ ghiền. Cho em mượn anh Bảy. Vậy trả y như kia ha. Bớt tí được không Bảy? Dội. Thôi như đó luôn. Vậy đi, như đó luôn. Dạ. Cảm ơn Bảy. Công nhận anh Bảy dễ thương quá. Em biết anh Bảy. Dạ. Tụi em sẽ trả đúng hẹn anh Bảy. Dạ. Dì lên rồi đó hả? Ủa chú mới về hả? Ừ. Hồi trưa tôi đợi chú hoài mà không thấy chú về ăn cơm. Thôi để tôi hâm lại cho chú. Thôi được rồi, tôi thấy cũng đâu có nguội gì đâu. Để tôi ăn. À. Tôi mới sao? Lúc mà tôi uống cà phê tôi thấy hình như là bác trai đưa chị lên mà. Bác trai đâu rồi? Ba tôi đi về luôn rồi. Hồi nãy á, anh Đại ảnh nhờ ông xe ôm chở giùm ba tôi ra bến xe đó. Cái gì? Tôi nghe có lộn không vậy trời? Làm gì mà hôm nay tốt đột xuất dữ vậy? Trời ơi. À mà nè, sao chị không ở dưới luôn đi, lên đây chị vô cực chị. Thì lỡ nhận tiền của người ta rồi thì coi như là trả nợ. Nên chú ăn đi. Nè món cá này ngon lắm nè. Ôi, riết á, những người trong nhà này á, không ai chịu nổi không luôn á. Tôi thấy á, ảnh chỉ bị cái là ít nói thôi, chứ ảnh thương chú lắm á chú. Trời đất ơi, nghĩ sao thương tôi trời. Thương bộ xương không còn thì có. Ổng xem đồng tiền á bự hơn cái xe bò nữa mà. Chú, thôi chú ăn rồi chú ở nhà coi nhà giùm tôi nha. Tôi đi đón mấy dùng chút. Tôi đi nha. Cô Kiều từ ở trong nhà đi ra hả chị Tám ha? Chắc chắn 100%. 100%? Ừ. Là cái gì vậy trời? Nè, nè, ngồi đây đi. Ngóng cái gì? Ngồi, nè. Ngồi, tôi nói cho nghe. Sao? Trời ơi, khi nào tôi thấy thì tôi chưa kêu cho chị. Tôi chỉ cho giờ mới nghe nè. Giờ này á, nó đi đón con bé Dung về đi ngang đây. Khi nào nó về tôi nghe, tôi kêu ông cho. Tôi nói thật với chị, đây là cái cơ hội tôi không thể nào bỏ qua được. Đúng rồi. Bằng mọi giá tôi phải xem cái nhan sắc nàng Kiều như thế nào. Đúng. Chứ để mà nếu không tôi về tôi suy tư, chắc tôi bỏ ăn bỏ ngủ quá chị Tám à. Trời ơi. Dạ. Nếu không làm sao mà Kiều trốn đi nữa là kể như tôi chết luôn. Bảo đảm không bao giờ dám trốn ở đâu. Vậy à? Nghĩ sao không? Sao? Gia đình của con Kiều sợ ông Đại lắm.
con nhỏ này nó bỏ trốn về quê, ông đâu có cần đi tìm. Một cú điện thoại thôi là ông già dắt con nhỏ này lên trả lại liền. Ủa mà sao chuyện gia đình của người ta mà chị Tám rành biết hết ở trong ruột hả chị Tám ha? Trời ơi, tôi phải nổi anh với chị trong xóm trong làng này, ai nhà nào tôi cũng biết hết trơn. Nhà nào chị Tám cũng biết hết trơn hả? Chị đừng nói chuyện riêng tôi với trong nhà tôi, chị biết hết luôn nha chị Tám. Trời ơi, hỏi nữa, sao không biết? Qua. Ba, người ta kêu ba mà để ba cây kìa, không cho lo về đi. Con là con gái của ba, con bán giùm cho ba cũng được vậy. Nhưng mà người ta hỏi tùm lum hết trơn á, toàn mấy cây con không biết không à, sao trả lời được. Với lại con cũng thấy ba ở đây có bận gì đâu, ba lo mà về bán cây đi. Với lại là mới kêu là cà phê đá ra mà bây giờ không uống như vậy rồi bỏ vậy rồi rồi uổng tiền con, hiểu không? Cho nên con gái con lứa làm gì kỳ cục vậy? Đó. Trời đất ơi. Hết ly cà phê rồi, hết uổng rồi ha. Ba về liền, về liền. Nhắn trời đất ơi, chị Tám chị thấy con gái tôi không? Trời. Sao mà kỳ cục với cái con nhỏ này? Tôi cái tánh nết tôi đâu có như vậy mà tại sao cái đàn có trời đã chịu đời nổi không? Thì cái gì cũng vậy không? Tánh từ từ. Từ từ đưa ba về con làm cái gì vậy lên. Chị Hùng. Hôm nào mình gặp sao mình hùng hết hồn à. Bộ làm điều gì ác hay sao mà người ta kêu mày hết hồn. Mệt quá. Ê, gì? Nhờ mày tiết chuyện được không? Gì? Kêu anh bà giúp tao đi, tao trả nợ cho ổng. Chứ tao mắc nợ ổng, mắt tao giật lắm. Ê, sao mày hay vậy? Kiếm đâu mau vậy? Tiền của bà chị dâu tao. À, bà chị dâu mày nhà quê mà có tiền dữ vậy ha. Ê, mày đừng có trả tiền. Đi vô lặng cú chót đi. Mày đi khung hả? Mày nghĩ sao không trả tiền ông nội? Lỡ vô không chơi thua nữa rồi sao? Tiền đâu trả cho ông Bảy? Có. Bữa nay tao nhìn sắc mặt của mày chắc chắn mày sẽ thắng. Lấy độc trị độc. Lấy độc trị độc là sao? Có nghĩa là cái gì mà dính líu cái đàn bà đó là xui xẻo à. Đúng không à. Còn mày đang xui à. Xui cộng xui bằng hên. Ồ, nó tính cộng lạ nha. Lúc tao đi học đâu có được thầy cô dạy này đâu ta. Mệt quá. Trong trường nào mà dạy cái này? Chỉ có trường đời thôi. Mà đặc biệt là trường gà. Mày tin tao đi, sắc mặt mày bữa nay là mày sẽ thắng. Tao thấy mấy đứa trọng là ngon quá. Nhưng mà đi đi, không có nhân gì vậy chứ. Mày đi theo tao, đi chơi con chót đi. Mẹ đau không? Vui lắm, vui vui vui. Vui, để cho mẹ mượn này được. Gì nữa? Mẹ mượn đi. Thôi, mẹ mượn chi của con mà. Tí nữa con qua nhà anh Đức rồi, con phải đeo vậy cho mẹ anh Đức thấy. Mẹ biết rồi, mẹ đi mẹ thấy ngoài kia có tiệm vàng có chiếc mới đẹp. Thôi, không được, con thích chiếc này à. Cho mẹ mượn đi. Ừ. Thôi mà, tháo ra cho mẹ mượn đi. Kỳ quá, nói thì làm liền đi. Mẹ tính cái gì mà nó lẹ lẹ vậy đó. Thôi đừng nhăn xấu. Mẹ mua chiếc khác, mẹ đổi chiếc khác cho con, chiếc kia đẹp hơn, nặng hơn nha. Mẹ mượn nha. Đừng khóc. Mẹ. Mẹ. Đồ đất bị sòng bài nữa chứ gì. Sao đi qua nhà anh Đức đây? Ê. Trời đất ơi, anh chết linh lắm á. Tôi mới nhắc là anh xuất hiện liền. Dù gì thúi. Chết nào. Mới về rồi. Kiều đâu rồi? Kiếp chị Kiều làm chi? Chị Kiều đã theo chồng rồi. Tôi biết rồi. Mà hôm qua Kiều vô trạm xá thăm tôi, nói là về đây ở luôn với tôi rồi, hiểu không? À, hèn chi. Hôm nay lết xác qua tới tận nhà tôi luôn ha. Mà nói nghe nè, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Là sao? Mà chị Kiều đâu rồi? Chị Kiều lên nhà chồng rồi.
Cha tôi mới đưa đi rồi. Sao đi lên với chồng được? Còn tôi tính sao? Ai biết. Trời ơi, sao vậy được? Vậy là tôi bị gạt hả? Trời ơi, hôm qua tôi còn nằm mơ thấy tôi đám cưới mà, sao vậy được? Anh bị điên hả? Anh về nằm mơ đi, chị Kiều đang ngủ với chồng đó. Về mơ đi thấy liền. Mày hỏi cho ta lễ vụ này được. Điên hả? Nhà tôi đi đâu vậy? Ờ quên. Ê, là tôi làm sao? Ê, anh Đức. Đúng là theo tình tình chạy, phụ tình tình theo mà. Ủa, Đức, cái gì vậy con? Ông không còn hả? Kêu lên thì ngon nữa rồi. Trời ơi, tưởng cái chuyện gì, cái chuyện đó bình thường chứ. Nó lấy chồng nó phải theo chồng thôi chứ. Bữa hôm qua con về con nói là má đã biết rồi à, đã, bây giờ hả, người ta bỏ tiền ra, người ta phải bắt nó đi. Chứ không lẽ để cho nó trốn khơi khơi vậy. Con không biết đâu à. Mai con lên Sài Gòn kiếm Kiều, má cho con tiền lên Sài Gòn đi. Tại mà mày làm như lá mít vậy ha. Đưa mày làm ba cái chuyện ngu si vậy ha. Trời đất ơi, mày đi lên chảnh cho thằng chồng nó thấy nó quấn bầm giặt luôn không biết chưa, đồ ngu. Quấn con chết cũng được nữa, con mới đi lên á, má không cho con tiền hả, con bán. Bán gì, bán gì? À, còn tao với ba mày á, mày bán luôn đi, hết giá rồi con. Còn mấy mày bán cái nhà đi. Mày bán nhà mày lấy tiền đặng mày theo gái. Mày sao mày ngu quá trời ngu à. Được rồi, má cho con tiền gì má đợi nữa, nhất định tôi sẽ có cách. Chớ mặt quay lại đi con. Đất ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, biết ra cái giống gì mà tôi đẻ ra thằng con nó ngu quá trời ngu luôn kìa trời. Đất ơi, đó. Thôi mày đừng buồn nữa, tao xin lỗi mày á. Xin lỗi thì được gì, mày xin lỗi á, có lấy lại được tiền không? Lỗi là lỗi của tao nè, lỗi tao không có lập trường, nói nay đem tiền trả cho ông Bảy. Rốt cuộc có thấy gà có nhào vô luôn à. Giờ mất chi lớn trai luôn nè. Hả? Mê đá gà chi giờ bị gà đá lại. Phải tao biết là tao không có suối mày, mày đâu thua dữ vậy. Hay quá. Sao lúc nãy trước khi đá mày không nói đi. Giờ thua sao mày mới nói. Sao mày làm gì mày nạt tao vậy? Tao thấy mấy lần trước mày thua mày đâu nạt tao dữ vậy. Mấy lần trước khác. Lần này khác. Hay lần này á, tao lấy tiền của mày chị dâu. Cho nên giờ tao thấy ấy nấy khó chịu người biết không? Bé Dung nè, để chị để chị pha nước chanh cho con uống nha. Không, nước chanh chua lắm. Không uống nước chanh vậy mình uống nước cam nha. Thôi, nước cam ngọt lắm. Vậy bây giờ bé Dung muốn uống cái gì để chị làm cho con nè? Làm rau má uống rồi. Ừ, vậy chị làm rau má nha. Ờ, nhưng mà nhà mình hết rau má rồi. Thì ra chợ mua. Vậy con ngồi chờ gì chút, chị đi mua cho con nha. Mất tiêu rồi ta. Gì nó mất rồi? Không có gì đâu con. Bé Dung, bây giờ dì phải xuống nấu cơm liền để ba con với chú Ca về có mà ăn. Để ngày mai dì ra chợ rồi mua rau má về làm cho con hai luôn nha, chịu không? Biết ngay mà, làm bộ tốt vậy thôi. À, anh thử gấp đi. Không gấp cho con mà anh cũng la nữa. Nó lớn tiếng thì nó sợ làm sao? Cô Kiều, đưa chén này. Chú Ca kỳ quá à. Chị Kiều á, là vợ của ba con, không phải là vợ chú Ca đâu, mà chú Ca gấp. Trời đất. Vậy sao á, tôi là chú của mấy người, mà mấy người không gấp thịt cho tôi đi. Nè,
Con nít, đừng nói ba cái chuyện đó nghe con nha. Ba, bộ con nói sai hả? Nói đúng rồi, con ăn đi. Đúng rồi, con nhất định phải đi mới được. Đi rồi.